lẫm liệt tung hoành, quan lớn tuân gia uy lẫm liệt tung hoành. Trừ tà sát quy lên danh y là bậc tướng tài. Cảnh thiên thai quan tuần xa ngự, bồ tiên nàng thứ tự dâng hoa châu thôi quan trở ra về. Điều quân dâng nước thủy tề mênh mang nghi. Quan truyền thiên đội vạn cơ, quan tuân bây giờ chắc sáng anh linh trước về khám xét điện đình. Sau là tu chóc hết tà kinh phen này oai ra trần thế biên tay. Văn sư dâng đền thượng nài, văn sư dâng đền tôn quan tâu đối nghi chép biến rõ ràng về cho nhị tự trường sinh. Chữ phú chữ quý nghi khang ninh thọ trường về cho tài lộc đôi đường. Tráng kiệt đôi đường về cho tráng kiệt đôi đường, phương phủ đệ tử đường đường hành thông độ cho sở nguyện tòng tâm. Toàn
thành tích. Tôn quan lớn tuân người thực đích trung quân. Dằm tháng hai đàn nhật ninh sinh thần, 20 năm tháng năm quan lớn tuần người hiện hoa. Muốn dân đạo câu con Nam Mô A Di Đà Phật. Thần đệ tử chúng con nhất thiết lòng thành, bách gia trăm họ muôn dân chúng con thành kính. Cúi xin Phật tiền tiên thánh, vua cha mẫu mẹ, các tòa các giá, ngũ vị tôn quan, quan lớn đệ ngũ tuần tranh, Long Vân Khánh Hội cát nhật đường thời, tháng 8 tiệc cha, tháng 3 tiệc mẹ. Ngày nay nhâm dần niên ngũ nguyệt trung tuần, cung nghinh khánh hạ khánh tiệc thánh quan, muôn tâu đệ ngũ tuần tranh nhân dân khánh tán lạc thành, thỉnh mời quan lớn đàn tràng giáng lâm, giáng đèn ảnh bóng người trần họ Nguyễn thành kính, tâm thành hầu ông. Hôm nay tháng tiệc quan tuần tại thôn Cao Đức Gia Bình Bắc Ninh xã đây, bách gia trăm họ chúng con về đây lễ thành, xin quan trấn dẹp tà tinh, xin quan chấn dẹp tà tinh, để xin quan chấn dẹp tà tinh phương phủ điện vũ uy linh nơi này, chấn cho nam bắc đông tây trung ương chính vị điện đây oai hùng, xung quanh tám hướng các phương ly càn khảm tốn chấn khôn đoài cấn bát quái chấn trong dẹp ngoài, bao nhiêu tà quỷ lạc ban dẹp tan yên ổn dân làng ơn ông, dốc lòng phụng sự đèn hương hoa tươi quả tốt bốn mùa kính dâng, xin ông khai sáng độ dân, nhân dân chúng con được no ấm nhà nhà được phồn vinh, xin ông chứng minh công đức cho Thanh Đồng Nguyễn Đắc Minh chúng con, công ty cổ phần tập đoàn được phát đạt đó là nhờ người tài cao, bao nhiêu sản vật nhà nông mình chúng con chế biến thành công vươn tầm, hôm nay kính mừng tiệc ông, xin ông phương phủ cho các đệ tử nhân dân chúng con được khang ninh thọ trường. Lạy quan lớn A Di Đà Phật. Đền Ninh Sang còn ghi thánh tích quan lớn tuân người thực đích ai trung quân. Dằm tháng hai đàn nhật sinh thần, 25 tháng năm quan tuần hiện muốn dân đạo cầu. Sông tranh ơi hời, sông tranh rằng nước còn in trần tung hoành, lấp liệt oai hùng gương tráng sĩ
thú con để dấu. Anh về qua bên sông Tranh, nhớ người tráng sĩ tài danh tuyệt vời. Dù cho vật đồ sao rời, sông Tranh còn đó ơn người còn đi. Tiếng lo đồng về vọng nước sông Tranh, ngọn đao bách chiến tung hoành là công quan để ngủ sáng ngời ở phủ Ninh chuyện tan nát lòng.
Quan Tuân muôn thù con ghi. Có ngờ đâu dây oan buộc trói mắc nợ nợ đời thái tôi xó chân cương thường ghi nhớ long hằng gương trong nào phải bị dẫn bụi mờ chữ thiên cơ trời xanh đã tình đức hóa nghi đã định chữ oan yêu ma thủy quái tà gian thuở xưa vay trả lại càng tác yêu mới đặt điều vu oan oan kết xá hiện người làm chuyện bất lương trắng đen đảo lộn khôn nương ai hay đạo lý cương thường đạo điên chữ oan khiên khó bày cho tỏ chữ hiếu trung thiên cổ sáng soi biết cùng ai tỏ khúc nhồi tội danh cưỡng đoạt hại người nữ nhi oan vì quan lớn oan vì ông tướng là nơi trước hoa đoạn quyền tổ trời không dung quan hỏi cây mưa rừng nắng sai vẫn tốt tươi mà ngài phong ba có cây ơi có thấu hiểu cho sơn cùng thủy kiệt sương xa lạnh lùng chữ thác trong còn hơn sông đục nước sông kỳ thăm ngọc côn sơn trên bát ngát long châu hộ phục nốt tam đầu uốn khúc trầu lên lân dờn phượng múa đôi bên quan tuần loan giá ngự lên sập rồng sắc ban phong kim chi tam giới hay chóc tà sát quỷ trừ